Hello, xin chào các bạn nha. Và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Hôm nay thì sẽ tiếp tục làm cái video đi giao chuột nha các bạn. Đây, tổng cộng là 4 con, 2 con trứng sọc và một con sóc, một con trà sữa. Đó, khách lấy một lần 4 con luôn. Và một thùng đồ thức ăn với lại vật dụng lót chuồng rồi thôi. Ở đây chiếc queo thì lúc mình gói mình quên gói trong cái thùng các bạn, cho nên là mình máng lòng thọng bên này luôn ha. Rồi, chuột đồ thì mình cũng đã chuẩn bị đầy đủ nha. Hôm nay cái đơn này thì mình chạy qua Bến Tre mình giao nha các bạn. Và Bến Tre thì đặc biệt là có rất là nhiều cây dừa luôn. Và trên dọc đường thì mình quay được bao nhiêu cây thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi luôn nha các bạn, tại vì cũng trễ rồi. Mình quay ngắn ngắn một khúc đầu cho các bạn xem thôi nha. Rồi và hiện tại thì mình đang đi trên cái cầu Củ Chiên nha các bạn. Đấy, cầu này có tên là cầu Củ Chiên. Cầu này thì nó khá là to nha các bạn, rất là lớn luôn, đường đi rộng thoải mái. Và từ Trà Vinh của mình mà muốn đi thành phố rồi các bạn thì buộc phải đi qua cái cầu Củ Chiên này, tại vì chỉ có cái đường đi qua cái cầu này là nhanh nhất thôi. Đó, nếu như mà không đi qua cầu này thì đi phà, đi những cái phà khác, nhưng mà đi phà thì các bạn biết rồi, trời đợi đồ rất là lâu luôn. Hồi lúc trước mà cái cầu này nó chưa gọi là xây dựng các bạn, thì mình muốn đi qua Sài Gòn thì phải đi qua một cái bến phà. Đó, chờ đợi đồ rất là lâu. Bây giờ từ khi mà có cái cầu này tới bây giờ thì đi nó sẽ nhanh còn lẹ hơn. Đó, chạy qua chạy lại đồ rất là nhanh. Đấy, không có tốn nhiều thời gian nữa. Cái cầu này thì hiện tại thì nó chỉ thu phí những xe 4 bánh nha các bạn. Đó, còn xe 2 bánh như mình thì nó không thu phí, đi qua bình thường không tốn phí gì hết. Và cái cầu này á, cái lúc mà nó khánh thành cầu này các bạn thì người ta cho đứng giữa cầu để mà chụp hình sống ảo đồ, nhưng bây giờ thì người ta gọi là cấm rồi, người ta không có cho tụ tập đứng ở giữa cầu nữa, để tránh bị ảnh hưởng giao thông các bạn, cho nên là người ta không có cho đứng đây chụp hình nữa. Đó, cho nên là hiện tại thì mình đang đi buổi sáng cho nên là cầu nó khá là vắng vẻ nha các bạn. Đi lên cầu này thì hôm nay là gió nó khá là to nữa, cho nên là mình chạy chậm chậm thôi, không dám chạy nhanh nha. Đó, gió hôm nay khá là to nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi nha. Qua Bến Tre thì đặc biệt là bên Bến Tre nó trồng rất là nhiều cây dừa luôn. Đó, trồng dừa rất là nhiều, trồng nhiều còn hơn là cây xanh luôn nha các bạn. Rồi, đi dọc đường thôi, đi dọc đường như nãy giờ các bạn đã thấy đó thì ta trồng rất là nhiều dừa rồi. Và cái dừa thì các bạn đã biết rồi, người ta đã tận dụng và là sử dụng hết từ lá đến thân, đến rễ, đến trái dừa. Đó, và thậm chí là trong thân dừa các bạn có nghe cái món đuông dừa không? Đó, là trong thân dừa nó sẽ có những cái con đuông dừa, nó phá cây. Nhưng mà cái con đuông dừa đó ăn rất là ngon nha. Các bạn xem trên YouTube thấy mấy YouTuber người ta review đuông dừa chấm gọi là chấm nước mắm rồi đó. Đó, nó đó, nó là những con đuông dừa ở trong cây dừa, nó chỉ gọi là ăn cái thân dừa thôi, nó rất là sạch, nó không có ăn gì bậy bạ hết, cho nên là mình ăn sống bình thường. Đó, nhưng chỉ tuy là nó nhưng sâu nó hơi ghê, có nhiều bạn thấy hơi ghê nhưng mà ăn cũng rất là ngon nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi nha. Đường xá đồ rộng rãi, đi khá là thoải mái nha các bạn, không như là đường huyện ở Trà Vinh quê mình. Trà Vinh mình mà đi về huyện là đường nó nhỏ các bạn.
nó khá là khó đi, với lại nó dằn nữa, quay video rồi nó khung hình nó bị rung lắc nhiều. Còn những cái đường như thế này thì mình đi thì nó thoải mái hơn, quay video thì nó đỡ bị rung hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi nha, và trên đường có gì thì mình sẽ quay lại nữa cho các bạn xem nha. Không bảy giờ 33 đúng giờ luôn ha. Nhà em ở trong này hả? Rồi để anh còn em nuôi lượng hamster lần nào chưa? Mà lượng nước trên tưởng nó bỏ nó uống bỏ em đổ đầy cái bình đó rồi để chừng nào nó khát thì nó uống hết rồi em. Chứ không có cần canh nước, cứ để cái bình nó nào nó khát thì nó uống à. Không cần nhỏ nhọt không nữa. Không cần em. Em ở nhà em có bình nước rồi đúng không? Dạ. Ừ thì em cứ để đầy đi, nào nó uống hết thì em lấy nước mới em để vô thôi. Dễ mà. Bốn con để anh kiểm tra rồi. Không, cái bọc này để thôi. Thì trước Tết không có chuột, với lại anh chưa có dẫn đi đi. Con qua Tết nó bị gì vậy? Chích mồi rồi đó, nó cắn nhau. Không sao. Không sao đâu, em cứ nuôi đi, dài hơn mới lành nè. À, em bắt hai con trắng sọc này phải không? Rồi vậy hai con này để chung cho anh. Rồi hai con này là của em phải không? Rồi này con đực, cái này con cái nè, này đực, sóc đực nha. Rồi con này là có con đực con cái luôn á, con này con đực nè, con bự con đực, con nhỏ hơn này con cái. Ủa em không có cái gì để hả ta? Tại vì anh để vô cái này đỡ. Vậy anh để vô cái bọc này cho em ha. Rồi em cầm này cho anh. Để vô bọc đi rồi về nhà em đổ nước cho nó uống liền nha. Em đổ để vô chuồng á, rồi em để nước cho nó uống liền. Cưng quá. Con này nó còn nhỏ, em nuôi tới lớn là nó quen mình là vừa. Rồi, để gì sách đi không sao đâu. Hỏi không? Để sao chở ha, làm sao? Đây, để nó cột rồi chứ. Lần đầu tiên thấy thấy nha, thấy người chủ bán chuột mà ngoài đời luôn đó kìa. Chủ nhiệt tình quá ha em. Đúng rồi.
Tại vì gần thành phố không hay là xa hơn? Anh ở trong thành phố Trà Vinh luôn á. Qua khỏi thành phố Hồ Chí Minh chưa? Không, anh ở Trà Vinh em. Gần Bến Tre hả? Ừ, từ đây qua nhà của anh là khoảng tiếng á, tiếng 15 phút, tiếng rưỡi. Anh đâu có ở thành phố Hồ Chí Minh rồi, thành phố Hồ Chí Minh sao anh chạy ở đây được? Xa lắm. Quay clip nếu anh nhanh rảnh thì anh đăng lên YouTube em. Quay về hamster này nè.